Chào các bạn, hôm nay hãy cùng Tuyết Cạp Cạp làm món đậu phộng chiên mắm tỏi nha. Thì thành quả của mình sẽ được những cái hạt đậu phộng giòn rụm, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, ăn rất là cuốn. Thì thành phần Tuyết có để trên màn hình cả nhà lưu lại nha. Thì mình làm với 500g đậu phộng, một chiên giòn, một bắp, ớt, tỏi, nước mắm, đường. Thì đậu phộng mình lựa cái hạt mẩy vừa, không bị sâu mọt, để có vị bùi béo hơn. Mình đổ đậu phộng vào tô, sau đó đập 2 quả trứng gà, trộn đậu phộng với trứng cho hòa quyện vào nhau. Sau đó mình áo một lớp bột chiên giòn. Mình đổ bột chiên giòn vào từ từ thôi. Thì mình trộn qua một lớp, sau đó mình đổ cái lớp tiếp theo. Mình trộn khoảng 3 lần như vậy là được rồi. Thì bịch bột chiên giòn này Tuyết mua thì 150g, thì sử dụng khoảng 100g là vừa rồi nha. Đó. Sau khi áo xong bột chiên giòn thì mình bắt đầu đổ bột bắp vào. Thì bột bắp nó có tác dụng là làm rời các hạt đậu ra. Mình chuẩn bị một cái mâm, mình đổ một lớp bột bắp. Sau đó mình đổ cái tô đậu của mình vào. Rồi, mình đổ thêm một lớp bột bắp ở bên trên. Mình tách bớt các hạt mà nó dính lại với nhau. Rồi mình lắc theo cái chiều kim đồng hồ thì các hạt nó sẽ tự rời ra nha. Rồi mình chuẩn bị một cái chảo dầu ăn. Để Tuyết đổ khoảng nửa lít dầu. Thì mình để cái chảo dầu nó nóng á, thì mình lấy cái đũa mình để vào thì nó sôi á, thì mình bắt đầu mình đổ đậu của mình vào. Đổ từ từ thôi nha. Đây. Lúc mà dầu sôi á thì mình để lửa lớn, nhưng sau đó mình hạ lửa nhỏ thôi. Mình rang cái lần một này á khoảng 10 phút thì mình lấy một cái hạt đậu ra, mình ăn nó hơi hơi giòn giòn á là mình vớt ra được rồi. Mình bỏ lên lớp giấy mà thấm dầu á cho thấm mất dầu. Sau đó mình rang lại lần hai để cho đậu của mình được giòn hơn. Thì lần hai mình cũng khoảng 10 phút. Để cho chắc chắn thì mình nhớ lấy một hạt ra, mình thử nó giòn rồi mình mới lấy ra hết nha. Đây là thành quả sau 2 lần rang. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái nước mắm tỏi. Ớt sần này á, mình xắt cái hột ra và mình xắt nhuyễn. Ớt sần này nó không có cay đâu, để vô chủ yếu là đẹp mắt thôi à. Thì mình xắt kèm thêm 2 trái ớt hiểm để cho cái vị cay nó vừa vừa. Rồi mình chuẩn bị cái nước mắm thì mình có 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường và 1 muỗng nước. Nước mắm này khoảng tương đương khoảng 45g, đường cũng tương tự vậy luôn, là cứ một mắm một đường. Rồi thêm ớt bột vào. Bây giờ mình phi tỏi trước. Tỏi này mình phi thơm á, vàng như vậy rồi á, mình lấy ra, mình để ráo dầu. Rồi mình chuẩn bị cái chảo đó luôn, rồi mình đổ cái phần nước mắm của mình. Khi nước mắm của mình nó hơi sôi sôi rồi á, mình bỏ cái phần ớt sần và ớt hiểm của mình mới nãy vào. Và mình phi cho nó
sệt lại. Rồi bây giờ mình bỏ hết cái dĩa đậu phộng vào. Mình đảo nhẹ nhẹ, từ từ. Tới đây là thấy màu nó bắt đầu đẹp rồi nè cả nhà. Cái màu nó đỏ lên là nhờ cái màu của ớt sần á. Rồi mình thêm cái phần tỏi phi mới nãy mình đổ ra vào. Tỏi phi mình lấy ra như vậy á thì mình đổ ngược vào nó sẽ giòn hơn. Khi mà bắt đầu ráo cái phần nước mắm của mình nó ngấm hết vào cái hạt đậu á thì mình tắt bếp. Mình vớt ra đĩa cho khô. Mình để ở ngoài khoảng tầm 2-3 tiếng nhất thiệt là khô á, rồi mình mới bỏ vào hũ nha cả nhà. Đây là thành quả của mình đây. Cái vị rất là vừa, hạt đậu rất là giòn luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà làm thành công nha.